gì, ăn cái lòn là ăn cái gì? Bún, mà bún cua để ít bún. Để một tô rồi đổ công an ba tô vô cho công an ăn vô nha. Trời ơi. Trông lừa đừng. Rồi mấy em ăn ham còn để với chú nè. Đủ ăn cái lòn 70 thước hay ăn cái lòn 3 thước? Dạ. Đủ quá, công an lại đủ quá kìa. Banh cái chợ nổi. Mẹ tôi cũng chưa chết kìa mẹ. Tôi cũng chưa không bỏ mẹ luôn. Đủ 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 tôi ít đó nghe, đừng có nhiều hơn ai tô ngồi vô một dĩa thôi nha. Ủa lại gì? Tài xế. Tài xế ơi, ông ăn mấy tô vô một lộn. Trời ơi, hồi ăn không được luôn á. Thiệt. Ăn cái lòn không được nữa đó thằng nhỏ ơi. Đó kìa. Đủ kìa. Liếm lòn nào. Đụng má cái lòn bằng kia ba má mày nhích cái lòn rồi. Để tao thở. Bánh cái này. Con bún riêu, bún riêu. Ê, ê, ông đó có, ông có biết đủ không ông mà ông nhào xuống đủ cái nồi đó hả? Má mày có lòn ai mà bị ngã rồi đó nghe, lòn ơi là lòn ơi. Trời ơi. Đủ má mày có cách gì mày nói mạnh lên đi. Trời ơi. Trời ơi. Chuyện cù mình bỏ quá. Chuyện mới mình đem gì. Tết này mình cùng Tết này cùng nhau đi chơi. Trời, nó mỏ tôi. Ờ, nó đau họng luôn trời. Mệt muốn chết luôn. Hãy cô có bình tồn. Chị sao mà bận cái bao giữ thằng bự ra chị. Trời ơi chết luôn hả. Thôi cô là cái lòng trong gió đều cứ lạnh không yên này. Đều béo không liêm lòng. Cái con trong lông. Thôi đúng rồi ở đây. Ê thôi cô bán chè. Để em đổ cái này cho lạnh. Trời ơi chết luôn rồi. Tại đây mình sẽ nổi lắm. Bún nè, qua bún nè. Ăn hết nổi rồi. Ăn đi đi chợ nổi cho cái lộn nổi lên cao vậy nè. Má ơi cái lòn. Ôi trời tôi chết luôn. Mẹ mày đủ mẹ ai mà nắc bà với xong đi. Nếu mà chuẩn bị rồi chúng mình uống ba ba nữa rồi. Không nổi luôn á. Xin tâm kìa. Cho bả cái lòn mà xỉa kìa. Ờ ơi, cái lòn mà bả đòi cái lòn xỉa gan, tét lòn người ta bên đây nè. Trời ơi. Ghét nè.
Của ai á? Cái là tư á. Ủa, đào gối. Tôi mệt. Tôi mệt chứ thằng ông rồi, nó đã buồn. Ủa thằng Vân ơi, mày ăn lòn chưa? Đụng má, ba ca mày ăn lòn ở xứ nào? Đụng má mày ăn lòn xứ nào mà cho người ta biết đi. Đừng ngại mấy chú ơi. Đủ tôi nè. Đủ tôi nè. Trời ơi, nói được cái kèo mạnh quá. Trời ơi, chợ nổi này. Đủ hết chợ. Tôi đủ không còn một người. Đó anh bắt được em. Đó anh bắt được em. Đó, trời. Đứa nào bắt được làm gì? Đứa nào bắt được là không bắt được làm chó. À, trời. Trời trời mà. Chú hello hôn lẹ. Hôn lẹ. Chú móc lòn bái cái chú. Mà tôi cái lòn nó treo vô mắt. Quân, Quân. Ai mà nhấc lòn vô nó lông lòn mà treo cái cây đây dữ thật. Lâu quá. Đủ má, mày muốn kêu bên đây, muốn kêu bên đây. Lâu đủ quá, lâu cái lòn. Tụ cái lòn ta nè. Kìa. Dụ má mày ăn mới đó ba tô vô dĩa hả cưng? Rồi. Nè. Dụng má mày cho mày đi xé lòn ra. Cởi áo này ra nó mát. Nó quên nha. Đi cởi cái lòn ra ngoài mòn chết. Trời ơi, cô trời ơi. Ông nội 80kg đó mấy tôi lặn theo chứ dưới rồi lò. Nhảy xuống lặn đi. Xuống dưới sông là lặn mà bắt tôm chứ đây nè. Ăn lộn mà bưng tôm chứ sợ. Tụ má mày ai ăn lộn thì cứ lại nghe cô của chàng đó. Họ bán bún gì khác không? Có bán bún khác nữa mà, bán bún khác nữa. À, là chị mà có bán lòn của người ta mà ngâm đang ngâm tương hột không? Trời ơi. Mệt muốn xỉu luôn trời. Tao hỏng. Lòn má mày nghe ba ca. Ba ca có đói cái lòn chưa? Thì tao cho mày ở đây mày coi nè. Chết luôn. Đói lòn rồi. Ăn không đủ. Ăn không đủ. Ăn không đủ. Ăn không đủ. Không nổi. Giữa sông luôn. Giữa sông. Chắc ăn không nổi thôi. Đủ nổi. Đủ nổi. Sao nữa? Là đúng má mà nướng lộn. Mỗi năm đến thè thì tôi nướng. Ôi đừng thọt nữa, nó mệt lắm. Đủ má mày thọt đi. Ôi nó mệt thiệt. Trời mẹ. Nó mượn mẹ Mỹ Đen đâu. Kính thưa hai họ trời ơi, chúng đủ hai họ hết đi rồi.
uống kêu mẹ kêu hết rồi đi. Còn chung nè. Có gì nữa là ông kêu kia không à. Đây ăn 4 ít. Để thả chung đây mẹ ơi. Để thịt 4 ít thôi. Đây 2 tô nữa. Không cần thả thôi. Không cần thả thôi. Thả đi làm luôn. Để cho luôn đi. 3 tô 4 riêu nữa. Này là gì? Nghèo dữ. Gũ gì? Đủ nhau là mình. Ôi trời. Đủ nhau đẻ con lai. Chị ăn gì chị Kim? Chị đang ăn lòn của nước ngoài. Ngon không? Thơm bơi sô lô chà. Không ai không được riêng mình đứng rõ hoài cho mình nói cái gì đó tụ má bên đây nằm bên kia bảo như nãy gì này là gì này, này là bánh chưng ốp là bánh chưng ngắm không ta không phải không phải không phải không phải dính rồi đắt đúng rồi lăn ra sát đúng má Vĩnh Thiên Kim làm bánh tráng có bánh gì hả hủ tiếu hả có hồ lòng ha hủ tiếu hay gì còn cứu má mày quăng rồi làm rồi dở lên rồi chạy ra đây nè ủa đâu đây làm sao cho đều nè tay bợ rồi tay bợ hai ba đủ cái bánh xong cho dính là dở lên rồi dính chưa ở chưa mà ôi mà sao hứng cái lòn lâu chứ cái lòn để vô nãy giờ thôi tao chả vô đi để cái lòn ở ngoài khơi cho mới chán cái lòn mình ở đâu vậy? Nay đi ra ngoài chị. Nay chị đi chợ nổi. Cái lòn chị nổi hơn chợ.
Này là bánh chưng. Nóng không ta? Dính rồi. Sát xuống rồi. Đang ra sát xuống. Em nữa. 15 giây hay gì? Đó là cái gì? Quậy banh đó. Con thi sổ của ta. Chị Banh, chị Banh. Anh ơi, tặng em hả? Tặng cái đó đó. Cái gì đó vậy? Cái này là con cà khỉ. À, quên. Mày lấy gì vậy? Uột chưa? À, điện thoại quên giờ. Này mùa đông ơi. Đó. Dẻo nào 1 2 3. Em đi trên cỏ non. Mập ú. Trời đất ơi, mập ú. Khác cái bài gì mà gì. Này là của hả? Đã biết. Hỏi ta. Chị Kim. Con mèo hả? Mình nào là về nhảy bả về. Mình nhảy cho ông bản. Danh mạng mà nổi tiếng luôn. Để mình nhảy cho ông bản. Để mình nói cho mà nghe. Để nói cho mà nghe. Để nhảy cho bản. Vô. Chị vô đi cưng. Tay bỏ vô. Đừng luyện thiệt á. Ngang lại như cái miếng này nè. À, đúng rồi, ngang lại. Chị bữa nay đi làm bánh nha quý vị ơi.
Để mì phành cho mà xem. Cho mà coi. Muốn khỏe đẹp. Sao? Muốn khỏe đẹp thì phành khác kìa. Trời ơi. Múa cột đi mẹ. Quất luôn sợ ai? Quất luôn sợ ai? Đu lên. Uống éo. Uống lắc. Uống lắc. Uống là tập 2 nè. Uống trụ tập 2. Tiếp tục. Lắc. Lắc mông. Lắc mông. Trèo lên giữa hai cây. Ta nói cái gì kìa? Bà gặp nước ngoài sao? Đủ chiếu đủ. Hello. Đâu rồi? Đánh lộn không? Trời đất ơi. Chị kem, mình gặp nước ngoài câu được đi mà đánh lộn không? Chơi chơi hả? Chơi chơi hả? Là đây hai nước gặp nhau nè. Rồi. Đủ chơi không? Cái đầu mày mà làm dữ thằng. Cái đầu lông lòn nó đâu mà nó vàng dữ vậy. Trời ơi, lông lòn. Thấy còn một chỗ cắt còn chưa ra. Mệt cắt cái lòn nữa không mệt, đúng rồi. Đủ có cắt chỗ nào chị Út? Cắt cái gì? Cắt cái lòn tôi nghe chứ đừng thấy nghe đi đi lại cắt lòn. Cắt là mấy miếng vậy? Cắt ra làm ba làm bốn nghe. Ông vừa mới giờ lâu lắm rồi đó. Đẹp quá đẹp nè. Ông đi rồi. Ông đi ấy rồi đó. No, okay, chập ly. Đủ chập ly. Kìa kìa, qua đây qua đây. Qua đây nè. Kìa chị vô hốt nè. À đúng rồi. Cái gì luôn nè. Anh quay em. Mời các bạn luôn xem đi.
Hi, xin chào cả nhà. Đứng xác đây, xác chọc lên đó nè. 1, 2, 3.